Chú gì lại chăn nuôi bên trai hả? Hôm nay anh bò cái rất men nè. Con này cũng tầm 14 tháng này. Đó, 13 14 tháng bò ha. Thì mình cũng có cái để mua thì liên hệ cho em. Trước mặt chúng ta là con cái rất men của chú chị. Con này thì của chú chị mình nuôi giống sinh sản rất tốt ha. Đó, sai mặt nghiêm chỉnh nha, đầu trụi. Đây. Nghiêm chỉnh, lỗ tai vừa ha. Lỗ tai là vừa, không bự không nhỏ ha chú chị. Không sẽ gì của tay mà thái đâu, nó lưng đôi của chú chị, thấy cái lưng đôi không, vuông vặt lưng đôi ha, xe lưng nghiêm chỉnh luôn nè, đó lưng thắt hẳn như tấm thớt ha. Thì con này em đo giữa xe lưng là 1m2 đi lên gu bật nha, màu đỏ mặt đó, chân cẳng không có bút xe xuống đúng luộc thì hết, nhận đúng đúng chuyện của chú chị, đúng thì đúng chuyện. Chân cẳng là em bảo hành không có đau chân bú giò ha, không có bú xuống rúng xuống ruột bún vú nè, à, rúng chèn luôn chứ gì, dạo rúng dây vú nè cực kỳ luôn. Mọc mạp ha, đặt bò đó đây, cô chú chị nào ưng ý mua được thì liên hệ cho em ha. Đó đây đít nè, cực kỳ có mình nói ngoài ra ngoài nó trao ha. Đó nhắc lại là giữa lưng 1m2, đo không sao là 1m27 bò chú chị. Đó cao ráo bò ha, rúng chuyền này, nhận rúng chân thẳng nè, xương to cầm đứng thẳng hết ha, không có coi gói dùng không có gì hết, đuôi đít nè, thân chạy đuôi nè, thấy không, thác thăng của chúng việt này đó. Thì bò này anh chú nhà bán giá là 17,5 triệu ha, 17,5 triệu thì cô kiếm chị nào ưng ý mua thì liên hệ cho em. Chân cẳng nè màu đỏ rực rỡ ha chú chúng chị, này cực kỳ ha. Đó con này thì cô chú chị mua nằm giống sinh sản rất tốt, đít qua nè, răng là bảo hành là chưa lớp răng cái nào chú chúng chị, đuôi kỹ đuôi thắt thân kỹ đuôi không. Ừ. Bò này chiều cao đo 1m26 là 1m28 ha, giữa lưng 1m2 bò đó, bò lứa thắt thân cặp mình nè chú chúng chị, đít thù rù luôn, đít ba bê nữa ha, lực lưỡng đó, xương sóc nè, không có che chỗ nào đó, chân trước như sau nè, mọi cái đất men tơ đẹp. Thì cô chú anh chị nào ưng ý mua liên hệ liền cho em để mình sở hữu bò, con bò này mình giống sinh sản ha, ngu hoặc mẹ đất men hay đẹp, đẻ con rất tốt luôn chú anh chị, đồng ý đẻ thua con nhưng đẻ con là con nào là đáng đó ha. Con này sau này lên tảng dữ dằn luôn, mới 13-14 tháng mà dày này, cao gần 1m3 rồi ha, giữa không sao là 1m27 đó, giá tiền là 17,5 triệu ha. Thì cô chú anh chị nào gần xa ưng ý mua được thì liên hệ cho em, bò lắc đặt bò thôi dài ngực nữa cô chú chị, rộng ha, thả đòn dài nghe, đầu trụi kiểu mẫu rồi khỏi phải chơi tới nè. Đó đây chân cẳng này cô chú chị thấy không, cực kỳ luôn, à, cô chú chị nào ưng ý được cái mới là dòng bò lết men nào, yêu thích dòng bò Redman này mua thì liên hệ ha. Đó, đầu trụi bò này là tại huyện Ba Tri, bò bò tinh ngoại nè, cấy luôn chú anh chị, đó cấy ha, ở đây cấy luôn, tinh nhập về cấy đàng hoàng, lan bò cực kỳ không. Thì cô chú anh chị này nhắc lại, cô chú anh chị nào thấy ưng ý ưng mua đôi bò con bò này thì liên hệ cho em ha, này đẹp lắm, từ trong ra ngoài gặp mình dài đòn, lưng đôi đít dai đều, đặt bò ha,
bán 17,5 triệu, bán gì không nha. Con này bán thịt của chú anh chị, tâm thịt nó ngon nè, nó đặc lắm rồi chú anh chị coi cho ngon. Con vậy nó hình thụ, nó đặc lắm, nó cứng ngắt bò tơ nữa nè, thấy không chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào ở dưới mua mò giống sinh sản thì liên hệ ha, 17,5 triệu bán giá hữu nghị của chú anh chị mình nuôi ha. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị hết rồi, mong cô chú anh chị được thấy cái giá ưng ý, được mua thì liên hệ ha. Giật mình gãy đuôi luôn cũng vậy, cực kỳ luôn, qua nè to đàng hoàng ha, quay tầm xa có gần có cho cô chú cho mình coi rõ ha. Bò giờ hình thù giá cả em có lá báo và gửi chi tiết cho cô chú chị mình xem hết rồi, mong cô chú chị thấy được giá ưng ý mua được liên hệ cho em hết.